đi đường là xe con đi đường. Lên được tới nào chắc mình sụng nụ trước rồi. Quay sẽ ra lên. Đưa quá mày. Wow. Cái này. Cái này đẹp ghê luôn á. Xe tôi lên. Đây xin giới thiệu với mọi người, em bé tên là Minh Nhí. Vì yêu thích diễn viên Hà Minh Nhí nên đặt tên Minh Nhí nè. Tội nghiệp con đang bệnh nè. Con đang bệnh nè, trời người nóng hổi nè chị ơi. Rồi tội nghiệp em không, lấy sữa xuống cho em đi. Lấy sữa xuống cho em. Áo ơi, lấy sữa. Cái ngõ này mới là ngõ chính nè. Nhớ ông trước không?
Ông trước hai đứa con à. Anh đi quý đoàn khẩu sát á. Ba đứa con. Bò đứa đẻ nhiều quá mà. Hai đứa đang đau kìa, đang bệnh. À, hai đứa đang bệnh luôn à chị. Làm nhiều lắm kìa, thôi không. Đây, tôn này đây là mới lập lại nè. Không bật lên nó sập hết. Hai vợ chồng ba đứa con. Chồng chị đâu rồi? Đi qua bên kia rồi. Đi làm á? Đi qua bên kia, đi dạo. Đi dạo. Dạo xuống. Qua nhà ông anh. Sao cô bé ơi? Sao cô bé không? Người nóng hỏi à. Bỏ ra đun đâu. À mà thôi. Thôi con hỏi con không uống được. Hết rồi. Kêu con nè. Con nhà nào đó vậy anh? Hả? Con là nhà cái này ở đây thấy nè, nhưng mà bây giờ đi bộ xuống mệt lắm. Ở đây này, đó có nhầm má tôi đó. À, lấy má tôi xuống y như vậy nè. Là cô không cái. Trời ơi. Ừ. Ở trên đây là bé bằng cái này hả chị? Hay ha. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng công việc chính là cái gì? Đi làm nông. Đi làm nông làm rẫy ấy. Làm rẫy. Thấy chứ mà đi bộ thì xa lắm. Đi bộ là đi vào thứ đây. Một tháng mình thu nhập được bao nhiêu? Cũng có đủ ăn. Đủ ăn đi. Còn nuôi ba ông này nữa. Sữa cho em đâu em. Làm nuôi ba bụng đứa. Thì đang bưng sữa xuống cho con kìa. Đem sữa xuống cho con nha. Ôm cái. Nhớ nghỉ luôn á. Ôm miếng mà. Tội nghiệp quá, cưng quá. Trời ơi, người nóng hỏi rồi. Có uống thuốc gì không chị? Tại sao em mua thuốc này à? Rồi bữa mình sữa hết cái nhà là hết bao nhiêu tiền? Ê, nhà đây nhà Lý phải không em? Dạ. Nhà kia nhà Định phải không? Long. Đông. Long. Hù. Đây là gì trong? Long. Em để sữa vô trong đây cho bé nha. Em để sữa vô đây cho con nè nè, con cầm một bịch đi nè. Con uống đi. Để đây nha. Rồi. Ôm được chưa? Chưa to luôn. Chết luôn á. À nói chung là tụi em ở trong xã của mình là nhà mình cũng thuộc có diện khó khăn á. Em ủng hộ cho 3 triệu vừa rồi mình lợp lại tôn nè. Em muốn là 3 triệu nha. Dạ. Mua sữa cho, mua thuốc cho con uống nha. Ok không? Lại nấp nữa, nấp lùm miết thôi. Nấp lùm miết thôi, tôi đi vô nhà nghỉ đi, cô đi chỗ khác nữa nha. Rồi cái này mình có lột tôi lại không chị? Lột cho nó ướt củi. Trời ơi, nó rớt sụt chân xuống rồi. Đi nha. Bye. Chào nha. Bye nha. Rồi. Cái này thôi. Chứ cái kia em đi bộ xa lắm. Dạ. Ừ. Đi bộ cả. Dạ. Thôi em mình lên đây một nhà nữa phải không anh? Không. Có cái nhà đó. À, mình xa quá phải không? À, đi qua thăm bé My đi. Lại. À, xuống trên đây hả? Cái xíu trời trời. Dạ, lên xóm này được mấy nhà vậy anh? Không đó, chắc có được 7, 7. Ôi, có phần không? Nhiều đi. Ít tiền rồi. Ít tiền rồi. Ô. Đây quay. Ít cái đầu. Bệnh đó, phải bệnh lý. Lấy cái đi. Thôi, tôi cho như cái đi. Đi luôn hả? Về. Nãy nói mấy ông ở dưới đi rồi. Đi được. Đập ghe.